hoàn thành đứa con tinh thần thứ ba của mình. Và đây là một đứa con tinh thần được ra đời vào một dịp kỷ niệm 10 năm vô cùng đáng nhớ trong quãng đường ca hát của Linh. Chắc là mọi người không biết đã cầm trên tay cuốn album chưa anh Huy? Mọi người đã có trên tay tất cả album rồi, và tất cả những thông tin nào và những tâm huyết, những chia sẻ của Linh đều đã có trong những cái trang được in trong album đó, mọi người có thể xem. Mọi người có thể xem bên trong, tại đấy là lý do vì sao mà ngày hôm nay chỉ có album chứ không có thông cáo báo chí, bởi vì cảm xúc ngày hôm nay sẽ được đặt lên tất cả và nó nằm ở trong album rồi. Và mọi người có thể mở ra xem ngay tại lúc này, và Linh có thể chờ được. Linh đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, bây giờ chờ thêm một chút nữa cũng không sao ạ. Trong thời gian đó thì cũng xin giới thiệu các bạn trẻ, ba bạn trẻ đã cùng đồng hành với Linh trong suốt album này. Trong lúc mọi người đọc một chút dòng tâm sự và thư tay của Linh ở trong đó, thì xin được mời team đối tác lên trên này. Mời ba em Thịnh, Khánh và Tùng. Xin mời Starling Hoàng Cu. Mời Hoàng Cu. Mình lên đây luôn đi, người chỉ có nhìn toàn bộ hình ảnh của sản phẩm lần này của Linh. Trong lúc mà mọi người xem album thì Linh cũng nói qua một chút về thuyết minh rằng là tại sao đến bây giờ này nó được tới tay mọi người. Tại vì Linh vừa mới lấy từ xưởng in về đây thôi, cách đây khoảng tầm làm gì mà được vài tiếng hả anh Huy? Chắc được một tiếng. Vâng, một tiếng. Và kể cả thời gian xin phép, kể cả thời gian in ấn lẫn thời gian designer làm việc, team nội dung rồi team PR, tất cả những team ở trong công ty của Linh thì hoàn thiện đến tay của mọi người thì trong vòng 15 ngày. Các bạn đi tám nè, các bạn có muốn chia sẻ như thế nào về thời gian làm việc với Linh trong suốt thời gian vừa qua, áp lực như thế nào, đã từng có những cuộc tranh luận như thế nào diễn ra trong phòng thu, các bạn có thể chia sẻ thêm. Lời đầu tiên thì cho em thay mặt team đi tám xin gửi các anh chị, các bạn đang có mặt trong cái phòng lời chúc sức khỏe nha. Cho em nó chọc vào tay lớn hơn cho em nữa. Đây là lần thứ hai bọn em cũng đứng trên này với chị Linh, và cũng rung như lần đầu. Và thật ra thì album này bọn em đã bắt đầu làm việc với chị Linh từ đầu năm nay, và trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài, rất là áp lực, cũng như là có những khó khăn đến mức mà hai ngày cuối cùng để mà trước khi có master thì vẫn gặp vấn đề về dữ liệu, là bọn em bị mất dữ liệu đấy, xong rồi phải tìm cách khắc phục để kịp cho cái tiến độ cho album này thì rất là căng thẳng. Nói như vậy không phải là bởi vì là đối với Linh ấy thì đôi khi có nhiều thời gian hơn nữa mà mình ẩu thì mình vẫn ẩu, mà ít thời gian mà mình cẩn thận thì mình vẫn là người cẩn thận, đúng không nào? Đấy là lý do vì sao mà Linh thực sự rất mong muốn mọi người mở cuốn album mà chỉ có một số lượng có hạn nhất định, bởi vì ngày mai mới có lịch pre-order ở trên Tiki, và sau đó thì 5 đến 7 ngày nữa thì album này mới đến tay được khán giả yêu nhạc. Và trong quá trình đấy thì những người ngồi đây là những người vô cùng đặc biệt với em ngày hôm nay, vô cùng đặc biệt với Linh ngày hôm nay. Và đây sẽ là những người mà sẽ cầm trên tay cuốn album sớm nhất, trước một tuần so với tất cả mọi người. Có một điều là Linh sau quá trình làm việc này thì Linh đã hiểu rằng là cuối cùng thì áp lực chỉ là thử thách, đúng không nào? Và trong thử thách nhất, trong khó khăn nhất thì đôi khi mình lại có thể trở thành mình phát hiện ra mình ở một phiên bản tốt nhất trong áp lực, đúng không nào? Và đấy là lý do vì sao mà ngày hôm nay thì Linh cũng không sẽ nói nhiều về khó khăn, hay bởi vì tất cả những người nghệ sĩ, tất cả những ai mà cho đến giờ này rồi vẫn còn ra album vật lý và vẫn còn cố gắng để tạo ra một những sản phẩm sáng tạo thì đấy là những người vô cùng Linh nghĩ là đáng trân trọng. Và Linh sẽ không nói nhiều về quá trình khó khăn, bởi vì ai, bất kỳ nghệ sĩ nào đều đáng trân trọng và đều có những khó khăn trong quá trình làm việc cả. Em chỉ muốn nói, Linh chỉ muốn nói rằng đây là một cuốn album vô cùng ý nghĩa với Linh, và nó mang rất nhiều cảm xúc của không chỉ của Linh mà còn của cả một ekip, những người đồng đội đã chiến đấu với Linh trong suốt một năm vừa qua. Và
Có lẽ là bây giờ mình nên để mọi người nghe một chút đi anh nhỉ? Nghe một chút demo. Khoan khoan đã, mình sẽ nói về phần hình ảnh một chút xíu để tôi hoàn cung đứng đây vì đây. Có lẽ mọi người thấy hình ảnh trong album này nó màu sắc rất là dân gian, rất là văn hóa, nhưng có rất là nhiều những bộ trang phục là những thương hiệu thời trang quốc tế. Thì Hoàng Cô và Thị Linh có thể chia sẻ thêm về cái cách mà mình thực hiện cái bộ ảnh cho album lần này như thế nào? Thật ra trong các dự án lần trước của Linh ấy thì em hầu như em toàn chủ yếu là sử dụng các mẫu trang phục từ các nhà thiết kế trong nước. Thì lần này em cũng muốn mang đến một cái hơi thở mới, tại vì Linh là theo dòng nhạc quốc tế và với dân gian rồi pop các thứ, thì em cũng muốn là lần này mang đến cái hình ảnh mà dân tộc nó pha với cả thế giới. Chính vì thế nên là lần này toàn bộ trang phục mà sử dụng ở trong hình ảnh album này thì đều là các thương hiệu nổi tiếng của thế giới hết. Và cũng rất là may mắn mà khi mà Linh mới được trở thành rất là may mắn khi Linh lần này được trở thành đại sứ thương hiệu của một nhãn hàng thời trang thế giới. Thế nên là cũng rất là may mắn. Thế nên là tất cả những bộ trang phục này thì đều được coi như là nó là cái sự may mắn đến với Linh cũng như đến với cả ekip để thực hiện hình ảnh. Và qua đây thì Linh cũng phải cảm ơn DFC rất nhiều bởi vì đã cho Linh một cái cơ hội để... Bởi vì khi mà mình ra ý tưởng này mình cũng nghĩ rằng là âm nhạc của mình rõ ràng là mình hướng đến đối tượng khán giả trẻ, thực ra hướng tới thôi, chứ album này thì bất cứ lứa tuổi nào cũng nghe được. Thế nhưng mà mình cũng muốn rằng là mang một yếu tố dân gian Việt Nam nhưng nó không giáo điều. Bởi vì cái sự không giáo điều nó mới là khó làm. Thế chính vì thế không giáo điều không chỉ ở trong âm nhạc mà không giáo điều trong cả hình ảnh, trong cả những cái cách mình thể hiện của một người nghệ sĩ trên sân khấu. Thì nếu mà ai theo dõi con đường âm nhạc của Linh và cá tính của Linh thì cũng biết rằng Linh là một người rất là văn minh. Văn minh là một yếu tố mà bây giờ người ta hay dùng nhiều chung chung rồi, nhưng là một người rất là có thể nói là lạc quan, vui vẻ, yêu đời và mà... rất là tỉ mỉ, rất là kỹ tính. Tất cả những cái bộ trang phục mà Linh mặc ấy thì Linh chọn rất là kỹ, và Linh lúc nào cũng hỏi là anh ơi liệu em mặc này có ổn không, nó có đủ mang cái tính chất Việt Nam, mang cái tính chất Á Đông vào trong cái album này của em không. Thì thực sự đây cũng là một bài toán khó cho Hoàng Cu, tại vì tất cả các thương hiệu quốc tế thì họ vẫn mang lại cái màu sắc dân tộc của họ. Chính vì thế nên là khi mà để bắt buộc Hoàng phải phối lại với nhau, và Hoàng cũng có sử dụng thêm tất cả những cái trang sức cũng như là phụ kiện mà mang tính dân tộc của mình, cũng đi tìm tòi rất là nhiều. Và cũng có thể xem trên cuốn photobook của chúng ta, xem photobook thì sẽ thấy là không chỉ có trang phục Việt Nam nhưng mà ngoài đó thì là có những cái phụ kiện rất là nhỏ, ví dụ như trong cái tóc này, khuyên tai hay là vòng là của mang đậm với phong cách của Việt Nam. Đúng rồi, nhưng mà quần áo trang phục thì lại là những brand quốc tế. Đấy là một sự kết hợp hài hòa mà Linh rất là ưng ý trong lần hợp tác này với anh Hoàng Cung, mặc dù là hai người đã biết nhau rất là lâu rồi. Chúng ta nói về quá trình làm nhạc, chúng ta nói về hình ảnh rồi. Thì bây giờ có lẽ cái phần mà mọi người chờ đợi nhiều nhất đó là phần âm thanh. Tất cả những ca khúc trong album đều đã được giấu lại cho đến giờ, thời điểm ngày hôm nay, và sẽ được trích đoạn ở lên trên đây cho mọi người cùng nghe một lượt qua tất cả các 9 bài hát trong album để mọi người có tự cảm nhận riêng về mình, có cho bản thân mình nha. Và xin mời rạp CV cho phát cho em cái clip âm nhạc ạ. Phát to to. Đêm nay mọi người lên nghe nhạc của mình đúng không anh? Có lẽ cái mà mọi người chia sẻ, mọi người thắc mắc nhiều nhất từ sau khi mình tung cái tracklist là tất cả các bài hát, tất cả các câu chuyện đằng sau bài hát. Thì Linh có thể chia sẻ cho các bạn ở đây được biết câu chuyện đằng sau từng bài hát của mình khi mà làm việc với team Detach là như thế nào hay không? Câu chuyện thực ra thì các em trong team Detach toàn những bé mà sinh năm 96, 97, 98, nhưng mà thực ra là các em ý... Linh nghĩ rằng đấy là những đồng đội vô cùng, người ta nói gì nhỉ, có một sự nhạy cảm nhanh nhạy và vô cùng quan sát rất nhiều, bởi chỉ có óc quan sát, không những về hành động mà về cả cảm xúc nữa, thì mới có thể hiểu rằng là cái tâm lý chung của rất nhiều người bây giờ nó họ như thế nào, và làm sao để nói lên được tiếng nói của họ, để khi mà họ nghe âm nhạc của mình họ cảm được âm nhạc của mình đã thành còn cảm được cả cuộc đời của mình và cả cuộc đời của họ nữa. Chính vì thế nên là đấy là lý do vì sao mà Linh rất là trân trọng đi tác. Và ở đây còn thiếu Triple D và Long Halon, nhưng mà mình đã nói bài đó cho Tứ Phủ rồi. Và Tứ Phủ là bài duy nhất mà Long Halo và Triple D lập nhạc và mix, còn tất cả những bài còn lại thì đều là của team Detach. Và đây là một, Linh cũng dành một sự ngưỡng mộ cho cái phong cách làm việc. Bởi vì rất nhiều những người mà khi mà họ biết họ giỏi có thể là họ sẽ lơ là. Thế nhưng mà các em ý trong quá trình làm việc thực sự các em ý rất là trân trọng.
và muốn đóng góp rất nhiều cho âm nhạc Việt Nam. Và đấy là một cái tinh thần rất tốt được lứa tuổi trẻ như vậy. Và thực ra Linh là con người may mắn để có được ngày hôm nay và cái album này. Linh là một người vô cùng may mắn khi gặp được những đồng đội này, gặp những người anh, người chị trong nghề cũng bảo ban này, gặp kể cả anh chị báo chí cũng luôn luôn rất là support Linh. Và thực sự là đây chỉ mới là một phần rất rất nhỏ trong album thôi. Mong rằng là khi mọi người nghe nhạc, mọi người sẽ nghe kỹ lời nữa, thì mọi người sẽ hiểu rằng là cái ca khúc đầu tiên là khởi đầu, đúng không? Ước mơ, ai da tiếng sáo, một giấc mơ của một cô bé. Không, Linh không muốn nói về trường hợp cá nhân Linh như vậy thì nó sẽ không có một cái sự khách quan. Thì mỗi một người sinh ra đều mang rất nhiều ước mơ trong cuộc đời của mình mà cũng chẳng biết là có làm được không. Linh cứ mơ trước đã. Và trong quá trình mà đi đến cái giấc mơ của mình thì cũng gặp đầy khó khăn, đúng không? Nhưng mà Linh chỉ khai thác nhiều hơn vào khía cạnh tâm lý của người phụ nữ. Đấy lý do vì sao mà ngày hôm nay 20 tháng 10 là một ngày vô cùng đặc biệt và rất là ý nghĩa và hợp lý nhất để có thể ra mắt album này. Và sau đó thì ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe là khi mà bắt đầu mới ra đời còn tung tăng. Rồi sau đó duyên âm, gặp rất nhiều những duyên âm, đúng không ạ? Xung quanh đời mình ai mà bước qua được thì tiếp tục sẽ gặp phải những nỗi trăn trở như là Em Chẳng Phải Thúy Kiều. Rồi tiếp tục sẽ là Lắm Mối Tối Ngồi Không. Và tiếp tục sẽ là Cuộc Đời Va Vấp Quá Nhiều Rồi Thì Kẽo Ca Kẽo Kẹt là một ca khúc mà thực ra tích của Kẽo Ca Kẽo Kẹt, ca khúc này được viết từ chuyện Tấm Cám. Đúng không? Cô Tấm bị hại rất là nhiều lần, nhưng mà những lần hại đấy đã dẫn đến cô Tấm sau này trở thành một hoàng hậu cuối cùng, đúng không ạ? Và cái bài hát này nó cũng hình tượng của một chiếc khung cười, cái kẽo ca kẽo kẹt, và dệt lên những cái âm thanh, những cái tác phẩm cho đời. Và sau đó lại là Tứ Phủ, và cuối cùng thì là Kẻ Cắp Gặp Bà Già. Thực ra khi mà một người phụ nữ người ta đã đầy đủ mọi thứ, trí tuệ, vẻ đẹp, tài năng, tiền bạc, mọi thứ rồi thì kẻ cắp sẽ gặp bà già thôi. Đặc biệt trong tất cả các bài hát này là phần lời bài hát được viết rất là hay, rất là thơ. Thì đây cũng là một cảm ơn team The Tap đã thực hiện phần lời bài hát này cho album của Hoàng Thị Linh. Và sau đây thì cũng không biết anh, các chị báo chí có phần thắc mắc gì thêm về cái album lần này của Hoàng Thị Linh không ạ? Bất cứ một track nhạc nào, một câu hỏi nào. Mời anh. Chào chị Linh. Giá Bảo Việt Nam Net, em có một cái câu hỏi như thế này. Thứ nhất là cái tên album, vì sao lại chị lại dùng cái tên album là Hoàng? Tức là hồi nãy cái phóng viên của em cũng đứng mà đoán mò ấy, có thể là Hoàng trong Hoàng hậu hay là chị Mệnh Thổ nên hỏi tới Hoàng, nhưng mình không hỏi thì cũng không biết. Thì nhờ chị giải đáp chùm. Cái thứ hai nữa là chị có định quay MV cho thêm một cái bài nào trong cái album này nữa không? Ví dụ như Kẹo Cà Kẹo Kẹt, bởi vì chỉ cần nghe vài giây thôi biết ngay đây một bài cực kỳ đỉnh. Ôi trộm vía. Câu miệng của Linh là trộm vía. Cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn em rất nhiều về câu hỏi vừa rồi. Và chị ra lời phế đầu tiên trước là về cái tên Hoàng. Thì thực ra là khi mà sản xuất album thì thực ra chị khi đó mình chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình là làm sao để có thể khắc họa rõ nét nhất tất cả những điều mình muốn nói trong âm nhạc. Mà âm nhạc bây giờ thì thực sự là không chỉ là giai điệu, nó còn là những cái lời ca, có rất nhiều những cái để có thể chạm được tới cảm xúc của người ta. Thì lúc đó chỉ tập trung làm nhạc thôi và nói về những cảm xúc của mình, nói về những cảm xúc của mình cho đến khi mà ngồi bàn về tên album. Thì thực ra album này được làm với một mong muốn từ lâu rồi, từ thời Bánh Trôi Nước, nhưng mà ngay tại thời điểm đó Linh chưa tìm được một ekip đủ để có thể sản xuất và hiểu Linh để có thể tạo ra được một album mà thực sự nó rất Hoàng Thùy Linh, nó rất Việt Nam và nó cũng rất trẻ trung. Thì Linh may mắn đã gặp những đồng đội của mình. Thì lúc đấy đúng là nó rơi vào cái thời điểm chuỗi kỷ niệm 10 năm ca hát của mình từ 2010 cho đến 2020. Những ngày đầu tiên mà mình ra mắt album Nhiều Đợt Và Giấc Mơ là đúng ngày cá tháng 4, 1 tháng 4. Nhưng mà cuối cùng công việc này nó lại không phải là cá tháng 4, nó là cả cuộc đời mình. Và cho đến ngày mà cái album này Linh nhớ là một cái tên album là Hoàng Thùy Linh. Bởi vì lúc đấy Linh chỉ muốn khẳng định lại rằng là tôi tên là Hoàng Thùy Linh, đừng gọi tên bởi, đừng có gọi tôi bởi những cái tên khác lúc đấy. Nhưng cho đến 10 năm sau Linh đã hiểu rằng là mình đã trưởng thành hơn và mình thừa nhận tất cả những cái điều mà mình trải qua, dù đúng dù sai, để có được cô Linh ngày hôm nay. Thì cái dự án sách Phản Anh và Phượng Hoàng ra mắt, và chuỗi 10 dự án lần này, và album này là một trong những dự án đó.
Và cái tên Hoàng này khi mà nói đến đây thì chắc là Gia Bảo cũng đã hiểu qua được, nó không chỉ là nó mang nhiều ý nghĩa lắm, và có những ý nghĩa thì thôi mình không nói ra mọi người lại bảo mình kiêu ngạo. Nhưng mà nó là có trong đấy thật, bởi vì nó là ước mơ của Linh, nó là ước muốn của Linh, là khao khát của Linh. Và một ngày có 24 tiếng, Linh không còn thời gian cho bố mẹ, không còn thời gian cho bạn bè, cũng không có thời gian cho người yêu, chỉ có thời gian cho âm nhạc và đồng đội của mình. Và Linh nghĩ rằng Linh hoàn toàn xứng đáng để có thể tự tin đặt tên album này là Hoàng. Còn một ý nữa là mình là cái ý mà tất cả mình cũng đang trăn trở là có làm tiếp MV nào nữa hay không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi ạ. Thế thì tối nay nghe nhạc, bây giờ xin mọi người là tối nay nghe nhạc và mọi người hãy post lên tiếng nói của mình rằng trong những track này thì mọi người thích bài nào nhất. Bởi vì team Linh cú vọ lắm, sẽ đi lượn khắp nơi và sẽ xem là mọi người thích bài nào nhất, và mình sẽ làm MV tặng mọi người bài đấy. Tặng thêm dù nó không nằm trong cái list mà mình đã tính trước thì mình cũng sẽ làm thêm, bởi vì chỉ cần mọi người thích thôi. Làm hết luôn đi. Okay, làm hết luôn ạ. Tại vì thật sự ý tư khi mà tính ý kiến với nhau thì mọi người rất là nhiều ý kiến, mọi người này thích làm MV bài này, làm MV bài kia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa chốt được là mình phải làm MV cho bài nào. Tại vì không phải là xuất phát là bởi vì tính toán gì đâu, mà bởi vì là thực ra nói không phải khen chứ thực ra Linh thích tất cả các bài trong album và nghĩ rằng là trong dự án này cũng còn những dự án lớn tiếp theo nữa chưa bật mí được, và cũng phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì không làm thì cũng tiếc, không quay thì cũng tiếc, thế mới đau. Thế nên là Linh sẽ cố gắng để có thể thực hiện thêm, còn MV như thế nào thì tự dưng một ngày nào đấy sẽ lại có poster ạ. Thì đấy là hẹn mọi người ở căn phòng quen thuộc này, để không làm mất thời gian của mọi người thêm, xin mời. Buổi kênh 14 thì cho em hỏi là cái cơ duyên của chị Linh và khi mà gặp các bạn DTMP là như thế nào, tại vì các bạn là những cái bạn trẻ rất là mới và rõ ràng là trước đó là chưa có một cái thành tựu đủ để mà ý là để chứng minh, nhưng mà vì sao chị lại tin tưởng là chọn các bạn và để như thế này, và đó là câu hỏi đầu tiên của em. Thực ra là chị cũng đã nói qua cái điều này, cảm ơn em. Về câu hỏi của chị đã có nói qua cái điều này và cái họp báo của Để Mị Nói Cho Mà Nghe rồi. Thực ra là không phải là chị Linh, chị nghĩ là đây là cái may mắn của chị, rằng là các bạn ấy đã tin tưởng chị và tìm đến chị. Và chị còn mong muốn rằng là nhiều người tin tưởng chị hơn nữa và tìm đến chị, nếu mà họ thực sự có khả năng và họ có quyết tâm và họ có một cái đam mê cháy như là Đi Tác. Và không phải là chị lựa chọn họ, mà phải nói ở đây là họ đã lựa chọn chị trong vô vàn những ca sĩ khác để đặt niềm tin vào một cái niềm tin mà các bạn trẻ sẽ luôn hiểu được, một cái sự khác biệt với những thế hệ đi trước. Và họ cũng phải lựa chọn những người mà họ cảm thấy là có thể chiến đấu hiểu họ và có thể đi cùng với họ mở ra một cái hành trình mới, một cái vận hành mới, một cái thế hệ mới, và đủ tầm nhìn để thấy rằng là thực ra ai trước khi mà nổi tiếng cũng đều là những viên đá trong bóng tối. Và chị may mắn bởi vì là viên đá này đã tự tìm đến chị. Hóa ra đấy là những viên ngọc. cảm ơn em. Có câu thứ hai em hỏi là sau Tứ Phủ và sau Để Mị Nói Cho Mà Nghe thì các bạn khán giả bắt đầu gọi chị Linh bằng cái danh hiệu là nữ hoàng nhạc dân gian đương đại. Thì chị có thấy cái đó là một cái áp lực hay là một cái vinh dự hoặc là trọng trách như thế nào đối với cái danh hiệu đó? Thực ra là rất vinh dự nhưng mà cũng rất áp lực, thực sự áp lực, tại vì mình luôn nói là mình rất lạc quan, rất là không áp lực gì đâu, không lo lắng gì đâu. Nhưng cá nhân mình, bởi vì mình muốn mang đến một cái điều gì đó tốt hơn, mới hơn, trong chỉ là đấu tranh với chính mình thôi chứ không phải là đấu tranh với người khác, mà là đấu tranh với chính mình thôi, thì cũng đã đầy trăn trở mỗi đêm đi ngủ rồi. Vì thế nên là Linh chỉ mong là mọi người nghe nhạc và yêu thích nhạc của Linh, và mỗi một lần đi diễn mà Linh hát rồi các bạn sinh viên đều hát theo này, rồi mọi người thể hiện những cái tình cảm yêu mến mình này, rồi khi mình đến những cái festival lớn, các bạn DJ chơi những cái ca khúc của mình này rồi mình hát theo, rồi mọi người đều có nghĩa là cái cảm giác đấy là một cái cảm giác mà có những người nghệ sĩ đã hy sinh vì nó để có được nó.
hy sinh cho đến hơi thở cuối cùng, thì Linh nghĩ rằng nó phải là một cái cảm giác mà vô cùng mê hoặc. Bản thân Linh thì thực sự cái ngày đầu tiên đi hát, Linh có được học hành bài bản và dạy dỗ rất nhiều, nhưng mình không nghĩ là mình đam mê âm nhạc đến như thế. Và mình cũng không có như các bạn trẻ bây giờ là được tiếp xúc với công nghệ, rồi là khi mà mọi thứ nó được thế giới phẳng, mọi thứ nó đều được biết đến một cách nhanh. Và ngày xưa bọn mình chỉ có nghe băng cassette này, được tour đi tour lại, đi thuê về được các thứ, thì và cũng không biết cách xây dựng hình ảnh như các bạn ấy bây giờ, cũng không biết cách là fashionista hay là trendy hay whatever là tất cả mọi cái thứ là cái gì. Mình chỉ biết rằng là mình yêu nghệ thuật và không hiểu sao mình đi được đến con đường này. Nên bây giờ các bạn hỏi mình rằng là mình có tự hào không, mình tự hào chứ, mình đã đi được đến đây mà. Và mình có lo lắng không, mình cũng lo lắng, bởi vì mình muốn đi tiếp, không phải bởi cạnh tranh với ai, mà mình chỉ muốn đi tiếp con đường của mình thôi. Và đấy là lý do mà mình lo lắng ở đây, không phải là lo lắng mình có giàu hơn nữa không, hay mình có lo lắng sẽ mình có nhiều show hơn nữa không, mà mình lo lắng là mình có còn đủ cái nhanh nhạy, còn đủ cái sự sức khỏe, còn đủ cái sức bền, cái trí tuệ, cái sự sáng tạo để mình có thể làm được cái điều gì đấy mới mẻ cho chính con đường của mình hay không nữa. Thì đó mới là cái áp lực, cái lo lắng. Và khi mọi người đặt một cái danh xưng nào đấy cho một người nghệ sĩ thì đó là một niềm tự hào vô cùng lớn. Nhưng mà thực ra thì cũng hãy lắng nghe họ, lắng nghe âm nhạc của họ là chính, đừng đặt nặng mọi thứ quá nhiều. Và cái album lần này cũng vậy, mình chỉ mong là tối nay 8:10 khi mà album lên trên mạng trước khi mà ngày mai sẽ được pre-order để cái sản phẩm vật lý được đến tay mọi người, thì chỉ mong là mọi người lắng nghe và nói lên cái suy nghĩ của mình sau khi nghe album thôi. Đấy là một cái điều mà Linh đang rất chờ mong. Cảm ơn chị Linh. Cái điều mà Linh rất là lần này thì là lần đầu tiên mà Linh không có hợp tác với cả một người bạn quen thuộc là Lõng Halu, mà là anh Minh. Anh Minh là ở trong team anh Nguyễn Hải Phong. Đây chính là mixer mà đã khiến cho giọng hát của Linh bay bổng như thế. Và Linh đây, và đây là một người gọi là các bé đệ tam gọi là bố của Hải Phong. Là một người giám sát tổng thể. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đây mọi người ạ. Và cũng không thể nói đến một người mà một người bạn mà đã chỉnh sửa về cái âm thanh giọng hát thì rất nhiều là Nguyễn Ngọc. Cô giáo thanh nhạc của Linh. Để không làm mất thời gian nhiều của mọi người thêm nữa, tại vì biết là sau cái này mọi người sẽ còn liên tục chạy show, cho nên là sau khi mà cái tracklist và cái giải kết được đưa lên thì có một cái bài hát mà được nhiều người suy đoán, đồn đoán rất là nhiều những câu chuyện, những cái diễn cảnh cho nó, đó là bài Duyên Âm. Thì ngay sau đây xin được phép mời mọi người nghe trọn vẹn bài Duyên Âm trong buổi họp báo ngày hôm nay, trước khi tối nay chúng ta sẽ được nghe trên các hệ thống digital. Xin cho mọi người bật tìm bài Duyên Âm ạ.